trong lúc sáng nay bị chọc bụng đi cầu thì buồn buồn làm gì? Coi phim hoạt hình Tom và Jerry đó thì tình cờ mới có được một cái ý tưởng. Hả? Anh chưa lớn rồi mà còn coi Tom và Jerry nữa hả? Lớn rồi chứ nó phải già sắp chết đâu mà coi không nổi hả? Anh có coi Doraemon nào không? Có luôn. Anh có coi thủy thủ mặt trăng không? Thủy thủ mặt trăng bánh bèo. Nói chung á là phim hoạt hình là mình coi rành lắm, nhưng mà chỉ có thủy thủ mặt trăng là không có coi thôi, bởi vì bộ phim này dành cho mấy cô gái bánh bèo đấy. Và trong clip này là không phải nói về phim hoạt hình mà là chúng ta sẽ xây dựng một cái ngôi nhà chó. Mấy đứa biết cái con chó Bull ở trong cái bộ phim Tom và Jerry không? Dạ biết. Đó, biết cái ngôi nhà chó đó không? Dạ biết. Trong clip này bọn mình sẽ xây dựng cái ngôi nhà chó đó nha các bạn. Ủa, con Bull nó có cái nhà rồi mà, giờ anh xây nhà thêm nữa làm gì? Ai nói cái đó là cái nhà, cái đó là cái chuồng. Giờ trong clip này mình mới xây cái nhà nè. Mình đã có cái bản thiết kế 3D về cái ngôi nhà chó này rồi, bây giờ chỉ là đi đặt dáng rồi ngồi đợi người ta dẫn chuyển xuống đây nữa là bọn mình bắt đầu video thôi. 1 hour later. Đây, đây. Đây, đúng là chuồng chó. Chó thôi. Cậu quan. Rồi, bỏ nè. Đi Ngọc. Dạ. Đi con. Rồi này Bún Đệ sắp có nhà mới nè con. Bún Đệ kìa. Đây. Bự luôn nhìn ơi. Viết kìa nó mạnh quá rồi. Con Bún Đệ nó xuống sạn có nhà mới rồi. Mình đã có cái bản vẽ 3D rất là chi tiết rồi. Thì giờ anh đưa cho mấy em tự làm ngôi nhà chó được không? Không có bản thiết kế á thì không làm được. Nhưng mà có rồi thì dễ. Anh vô nhà nằm ngủ suy nghĩ tưởng mới đi. Cả thế giới này để bọn em lo hết. Ok luôn. Vậy thì ở đây anh giao cho mấy đứa xây ngôi nhà chó cho Bún Đệ nha. Dạ. Anh đi vô à. Thôi giờ sư Đệ ở đây chơi vui vẻ nha. Bọn anh xây cho em cái ngôi nhà nè. Đi. Đi. Mình đã có cái bản vẽ rồi nè. Bước đầu tiên sẽ làm cái sàn nhà. Vậy cái thước sâu anh. Nè thì chiều rộng nó 1m, chiều dài nó 1m. Rồi mình làm cái sàn sao? Để làm cái sàn nhà thì bước đầu tiên chúng ta cần 4 cây đố. Ngọc với anh Thanh đi đo cắt giùm tao 4 cây đố dài 1m đi. Ừ. Còn anh Ngáo, Bảo với anh Đại đó thì đo cắt 8 miếng giác dài 1m. Ok. Đây, đây. Nói ra đi. Để làm cái sàn nhà bọn mình phải làm 4 cây đố. Nè, 1, 2, 3, 4. Ngọc, mày đi coi người ta 4 cây đố dài 1m. Ok. Tôi có đi chúng mày cho Ngọc. Ừ, mang mình đi. Đây là cây đố dùng để làm cái khung cho cái sàn. Thôi đi. Giờ đo đúng 1m là cắt luôn nè. 1m là Thanh làm dấu vô đây. Hay. Làm dấu bằng cây viết chì nha bạn. Cây này cây cuối cùng nữa bạn. Rồi. Mình đem đi đắng cưa đi Ngọc. Ừ, để tao đi lấy cưa cho. Ừ. Thôi lại. Ôm mua bánh nha bạn. Mình cho ngay nha. Ừ. Rồi đó. Cây này cứng lắm nè. Dày nữa chứ. Xong rồi đó Ngọc. Vậy là đủ 4 cây rồi nè. Không biết mấy tụi kia cắt dán xong chưa nữa. Để mình gáp vô. Xong một tấm nè anh Ngao. Rồi tiếp đây. Rồi tấm tiếp theo nè. Để qua một bên nha các bạn. Tới tấm tiếp theo. Đó ra đây. Một mét ngay đây nè lại. Ngay đây đúng không? Đúng rồi. Rồi. Xong. Một tấm nữa. Một tấm này nữa nè. Rồi tiếp đây. Rồi xong chút cho Tiêu Bảo cơ. Rồi xong, miếng dán cuối cùng. Để mưa cho nào. Để anh lấy cơ. Rồi. Xong. Miếng này nè. Rồi tới miếng này. Còn 5 đứa mình sẽ làm hết phần còn lại. Ái Tuyền với Hương Phương đi mua giùm anh 4 cái bánh xe với lại 1 ký vít bắn vô gỗ. Còn tao, mày với chị Hảo làm gì? Đi làm cái vít nhà. Ừ. Mình sẽ cưa hai cây này ra phân nửa nè. Xong rồi để cây lên. Bắn vít là xong nha. Ờ cái này để tao làm cho. Ừ. Em đem vít gỗ với bánh xe về nè. Mấy anh có gì cho em phụ không? Cưa như vậy là được rồi đó Ngọc ơi. Cây tiếp theo đi. Ok luôn. Ghép hai cây lại giống như vậy nè. Xong rồi bắn vít vô là xong nha. Ngọc lấy khoan với vít lại đây đi. Ừ. Ủa anh cắt xong mấy miếng gỗ rồi nè. Bây giờ mình gắp mấy miếng gỗ vô cái sàn nhà luôn đi. Ừ. Ừ. Gắp vô đây. Gắp vô đây. Xíu là phải ngay ngắn nha các bạn. Ừ. Nó mới đẹp. Xuống đây. Giờ mình sẽ khoan cho tấm dán dính vào cái khung sườn của anh Ngọc làm hồi nãy. Đinh thêm nè anh Ngáo. Đây đưa cho anh. Cây thứ hai. Khoan đừng để cho nứt nha anh Ngáo. Bây giờ em dính lên giùm anh đi. Rồi. Rồi. Cuối cùng cũng làm xong cái sàn nhà chó rồi. Tiếp theo bọn mình làm gì nữa đây? Đóng cái sườn của ngôi nhà trước. Rồi sau đó mới lấy dán đóng lên. Tiểu Còn đi cô 4 cây dài 6 tấc. Tiểu Bảo đi cô 4 cây dài 7 tấc. Vũ Thanh ơi đo làm tao cái Vũ Thanh. Ờ.
Vậy là 4 cây 6 tấc luôn. À. 6 tấc là 60cm nha các bạn. Rồi. Để tao cưa cho. Với 4 cây 7 tấc. Đây tao cưa. Rồi. Có 4 cây 6 tấc rồi nè. 4 cây 7 tấc cũng xong rồi nè. Rồi tiếp theo làm gì nữa Quang? Sử dụng 4 cây cây gốc để kết nối 4 cây đố 6 tấc và 4 góc của sàn nhà. Ok. Làm cái khung trước đi, rồi sau đó dựng lên cho nó dễ. Mình đóng sẵn cái mái nhà để một hơi liên kết với cái sàn cho dễ. Gắn cái đố này vô là được cái sườn. Gắn cái này vô để giữ hai cái đố cho nó chặt. Còn mình thì bắt vít cho thiệt là chắc. Rồi xong. Thế là xong một cái sườn. Tương tự như vậy mình sẽ làm cái sườn còn lại. Ủa? Cái nhà này Ngọc ở cũng vừa nữa trời. Cái nhà tụi bay nói tao là chó đó hả? Cái này biết tao của nó nha, mày nói đó. Thôi làm thêm một cái sườn nữa lẹ lẹ đi, hết một ngày bây giờ. Ừ. Rồi. Rồi gắp vô. Gắp vô. Sau khi xong hai cái sườn giờ mình sẽ gắp vô cái sàn nhà nha. Gắp vô đi em. Rồi. Đây em chỉnh cho anh bắn nè. Bắt ốc vô. Xong rồi đó. Bộ mình cần 4 cái cây ngang. Bắt ngang cái nóc nhà là xong cái sườn. Quang, cây ngang dài bao nhiêu vậy? Cần 4 cây ngang dài 92.5cm. Đi coi đi Thanh. Ừ. Các bạn yêu cầu bọn mình làm clip về bún đệ. Nay bọn mình đã làm clip về bún đệ rồi. Các bạn hãy đăng ký và like nhiều nhiều nha. Chị cẩn thận nha chị Thảo, nhiệm vụ của hai đứa mình chỉ đo thôi đó. Nhiệm vụ của chị Thảo với Tiểu Phương thì coi đo cho kỹ nha, còn nhiệm vụ của Tiểu Cường chỉ cưa thôi. Mày nhìn tao vậy, cưa hơn cũng không xong nữa thì đi về nhà ngủ luôn đi. Bọn mình cưa mấy tấm ván này để làm cái giác cứu cái nhà chó. Giờ lấy thêm ván đóng nha. Ờ để em lấy cho nè. Để em coi coi. Ván này cưa xong rồi đúng không con? Ờ. Đóng được giúp mình lấy. Ván này nữa nè anh Ngáo. Biết rồi. Đóng vách á. Lấy đi lại. Sao cho bằng á nha. Đóng xong cái vách này tụi mình sẽ đóng bên cái vách này và vách bên kia luôn nha các bạn cho nó xong. Thanh mày đóng đinh xong chưa? Mượn vài cái đinh với cái búa coi. Nè, xong rồi. Ừ đây. Đinh cái búa luôn. Nè anh Ngáo. Đây, đinh nè. Đóng lên tụi dính cho. Đại dính đi đại. Rồi, đóng lên nhé. Khi các bạn xem được video này, kênh Tony TV đã được 5 triệu người đăng ký rồi. Các bạn hãy ủng hộ và đồng hành cùng team mình. Tết đến rồi, các bạn hãy lì xì team mình bằng cách ủng hộ cho cái clip này được 100.000 like nha. Làm tiếp đi anh em ơi. Nữa là xong các bạn ơi. Xong 90% rồi. Đó. Ai đóng cái mái nhà bên đây mà xấu quá à? Xấu thì mình cắt cái phần dư của cái mái nhà đi ra cho đẹp lại. Con bún đệ nó sướng thiệt chứ, được ăn ngon nè, Tết tới lại có nhà mới nữa chứ. Hết chuyện bà đi so sánh với con chó. Rồi, ai làm cái nhà bún bún như vậy? Trời ơi, chị Thảo, chị cưa nhẹ nhẹ thôi. Bà cưa xong cái miếng dán đây chắc sụp cái nhà luôn quá. Cái nhà này tốn nhiều tâm huyết thiệt chứ. Đóng miếng thứ hai đi Ngáo. Ai, bún đệ, ra nhà mới bún đệ. Ra nhà mới. Đường này nè con. Ừ. Đây, cái nhà mới đây. Xong chưa, xong chưa? Dạ xong rồi. Cái nhà nó đẹp mà còn nhẹ nữa chứ. Đó. Ủa hả, di chuyển được không Vinh? Rồi, Vinh cái nhà là đằng đây đi. Vô bún đệ ơi, rồi nói chung là sớm bây giờ là bún đệ nó không có thích cái ngôi nhà này các bạn ơi, kiểu giống giống như là mình cho nó một cái cuộc sống khổ cực á, nó sống nghèo đói chứ nó quen rồi. Hả, cuộc sống nghèo đói bún đệ à? Ngày nào Vinh cũng cho bún đệ ăn tôm chứ á, còn em không có con tôm nào ăn, vậy mà nói cuộc sống nghèo đói. Thôi nhìn chung thì bún đệ không thích cái nhà này, có lẽ là cái nhà này chưa có đủ độc đáo, cái nhà này nó cũng nặng. Nó cũng hơi bị bất tiện ở một chỗ là không lẽ mỗi lần di dời cái là cần tới 4 người bưng ở 4 góc đúng không? Dạ. Ừ, cho nên mình sẽ quyết định
đi mua thêm 4 cái bánh xe. Vũ Thanh đi coi mua 4 cái bánh xe về để bắt vô 4 cái góc ngôi nhà nha. Dạ. Anh Vinh ơi, anh coi dắt Buôn Đệ đi chơi đi chứ nhốt nó hoài cũng tội nghiệp. Còn cái việc gắn bánh xe này nè, để bọn em lo cho. Dạ vậy mấy đứa cưng coi hỗ trợ qua nha. Dạ. Anh dẫn Buôn Đệ đi dạo à. Chứ Buôn Đệ này nhốt nó hoài tội nghiệp đó quá các bạn ơi. Đi chơi con. Đi chơi nè. Có 4 bánh xe rồi nè các bạn ơi. Giờ nghiêng cái nhà lên. Nghiêng đi. Còn đây là cái bánh xe, giờ mình sẽ bắt ốc vô. Bắt vô đi. Bắt thêm một con nữa. Cắt thịt luôn rồi đó. Tương tự như vậy, bọn mình sẽ làm thêm 3 cái bánh xe giống như vậy nữa nha. Làm đi con. Làm đi. Làm vậy, làm thêm 2 cái đằng sau nữa. Rồi, qua đây bắn nè con. Bạn nào chưa đăng ký á thì hãy đăng ký kênh nha để ủng hộ team bọn mình. Được rồi Cường ơi. Cái dưới đi. Xong rồi. Rồi, bây giờ Vinh cái ngôi nhà chó này đem ra ngoài đó coi thử nó di chuyển ổn không? Rồi, đây. Đem ra ngoài thử luôn. Okay. Đây. Đây nè. Đó, từ từ. Đây con. Mấy lòng vòng luôn. Đây quay 360 độ luôn cho bạn coi nè. Đó. Quá êm. Đó. Ghê chưa? Quá đỉnh luôn rồi. Đây, video này của mình đã hoàn thành xong một cái thử thách. Phải nói là rất là hay. Một ngôi nhà chó cho Buôn Đệ có thể di động được. Thì video này các bạn có yêu thích hay không? Nếu thích thì làm như thế nào? Đăng ký, like và nhấn nhỏ chuông nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye. Ở đây có chai xe 2 nè anh Vinh ơi, uống thử luôn đi. Chứ xe anh tạo mà xài không có được thôi, xe anh tạo chi? Hợp lý. Thử coi. Mở nắp ra đi. Chế vô nè. Rồi chế qua bên đây. Uống thử coi. Đó. Đúng vậy. Nè Tiểu Phương à, uống thử đi. Uống thử coi. Coi coi mình dám chê sáng tạo người khác à. Còn cái này là của Tiểu Cường thử đi. Em uống với nha. Còn cái này là mình nha. Hả? Tiểu Bảo đi. Tiểu Bảo uống thử cho thử đó. Rồi. Nước C2 thì cũng như bình thường thôi mà uống trong ống tre thì đã dữ ta. Chưa. Quá đã.